Để tiếp theo quyển nhất, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quyển thứ nhì, Kệ Văn của Người Khùng. Đức Thầy hạ bút viết ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo, 476 câu. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài không trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang sự thế mà thương, chẳng qua là Nam Việt vô dương nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bà không canh đổi thai chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, mời mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đổi đau không thuốc. Thương hại bay lê dân đức ruột thảm vợ con, đôi rách đầm đeo gầm chữ nghèo, thường mắt chờ eo thêm gạo lúa lại tăng giá mắt, nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mãi thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nẻo thành si như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý vào đài ra, các ta điên khùng thương hết thế trần, khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đạo. Trai trung liệt đăng trai hiền thảo, gái tiết trinh mời gái nam chào, lời thánh hiền đề lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tăng thế mà còn lần lứa chẳng chịu mau cải dư về lành, làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tương giới muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Trên bãi núi còn nhiều báo làng, ráng tu tâm dưỡng tâm coi
coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thăm. Cuộc dương thế ngày nay mộng mơ mạnh mà sang giàu, còn hiếp mơ nghèo nàng phải xả thân tầm bát nhà thoảng, sao mới khỏi hầm tha xấu ở Bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiệt thiết tha tha dậy sớm mau kiếm chữ ma, thầy Phật cứu khỏi nơi khối lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cổ quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên của Thanh. Ghét những giàu sang kiêu hành, thương những người đòi rách cơ hàng, cảnh phồn hoa khó sánh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Coi trần thế hết suy tới thành, hết lắm nguy đến lúc khải hoàng, tuy tu hành chịu chớ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dễ nghĩ ta điên khùng, mà tánh lương hiền lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo bím nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu, đổi sắc thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo không mơ mạnh, sắp thánh hiền dạy đạo làm người, xem chuyện thơ chẳng biết hồ ngươi, mà làm thói điêu thiền lỡ bố. Sao kẻ ấy làm mọi mảnh hồ cầm núi non nhiều thôn dậy kỳ, nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phàn chưa. Đến chừng đó thiên la lưới bù
biết rằng trời Phật công bằng. Nếu vuông trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học tà đạo làm điều tà mây, theo dị đoan cũng kiến tin tà. Thầy sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thầy ba tanh nghìn tân em mà cựu học ai mà ngán ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh về Phật trời, chẳng có kể công sanh dương dục. Thương lê thơ bài tượng trong đột mặt ý ai, nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyên hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ai vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Dạ quay vô khuyên người tỉnh ngộ, dạ bán buồn thật giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo. Xương mượn xác nhằm năm kỳ, màu buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tâm. Nghe điên dài sau này thôi thầm, đấy chỉ đường cực lạc giáng sanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm ơi kịp, ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thanh. Đức minh chùa chẳng ai dám sanh, xưa mặt thương phụng gái non kỳ. Bởi giò dương đang bậc tu mây, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước đó,
chàng chỉ kẻ hung đồ được thành thời nhờ chữ Nam Mô. Khuyên bổn đạo ráng mà trì chi, xưa Tây Ba thất niên dù ly huống chỉ ta sao khỏi tiếng ở đời dòm biển trần canh khổ áp dơi lao với khổ khổ lao chẳng xiết ghét bào chúa là xưa trụ kẹt mất cơ đồ lại bị lửa thiêu thượng mình dương bậc chức thân yêu lòng hiền đức nào ai có biết thương trần thế kể sao cho xiết mượn sắc trần bút ta ít hàng kể rõ ràng nhân việc lầm than mặt làng xóm muốn nghe thầy chép việc tô tình khùng không có ép cho giấy vàng điện chẳng có nài lòng yêu dân chẳng nề văn ở dài cho bổn đạo giải khuây niệm Phật việc sai đến đây truyền sự thật ấy là lời của Phật giáo khuyên ráng nghe lời của kẻ khùng điên Phật tiên thánh hãy nên trọng kinh bệnh ôn dịch cũng đừng mời thanh cõi ngũ hành chẳng khá reo kêu hãy dình lòng chớ khá dệt thiêu nói xiên xò cũng không no béo đời quân hạ ngày nay mộng mèo khuyên thế trần hãy ráng kiên dè mặc tình ai lên ngựa xuống xe ta chẳng có ham nơi phú quý trong bồn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ vì thương đời nên lão kể sơ cho ba tánh rõ lời châu ngọc nước Nam Việt là thằng ngốc người đời nay nhớ ốc mượn hồn chim tìm cây mới gọi chim khôn người hiền đức mới là
Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc để sự phân, lại giữa kề bệ ngọc các lân, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thay bát tánh nhiều điều tai khổ, khùng thương dân nên phải hết nó lời, dạo lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thứ nào đâu có biết. Dạy đạo chánh vì thương Nam Việt ở Cao Miên, vì mến Tần Hoàng trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Trong sao tình nhiều điều tà mây, tu hành mà vậy kỳ quá chừng, thầy làm sao thoát khỏi trầm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh, trần lập hỏi xác thân mới rành, nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng dạy dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tâm thân già cả. Cánh trần thế mặt ai thông mà thà, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giờ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu, cành tay thiện báo ngọc đầy lầu, sáng tu tình tìm nơi an dường. Kẻ hiện đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bể ngọc long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ
biết trọng tội già. Ráng tĩnh tâm dẹp được lòng ta, thì được thấy Phật tiên thần thanh. Việc hung dữ hại nên xa lánh, theo gương hiền trao sữa làm người. Sao tà tinh ăn sống nút tươi, mà ba tánh chẳng lo cải thiện. Miệng dương thê hai bài nói quyền sắc thanh hiền, ghét kẻ nhiều lời, quyền chúng sanh niệm Phật coi đời. Coi hạ giai rồng mây chơi ở dần, à chậm sớm đừng cho nhớ bận, ráng giữ gìn phòng quá nước nhà. Cầu tam tùng bọn gái nước ta, chữ yếu nghĩa kẻ trai cho vàng. Ghét những kẻ có ăn bọn sàn, thương những người đòi trách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên say bồi. Kẻ phú quý đừng giống cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tánh chẳng theo học hỏi. Đà nhìn xem khắp cõi đằng trong chờ, mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí tình thức kiếm đạo màu, đặng có hưởng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cảnh nhúc nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chốn tổ điểm ta nên xa lánh, đổ tường đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhớ vuốt. Môn tu tình nay đã gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc
lệnh bảo ta truyền dài. Nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo ca cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ít nó kỳ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si, chớ để ở trong lòng phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Lớp đau chết kệ thôi vô sâu thêm tà ma, yêu quái chật đường chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương. Làm sao cứu những người hung ác? Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thất hoành yêu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu, nay tận diệt lập đờ trở lại. Khắp lấy thử biến di thương hại, dùng phép màu lập lại thượng quân. Việc thiên cơ khùng to hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lao nào có bài điều ma mị, mà gác lường bốn đạo chúng sanh. Đất mình dương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trung giới yêu ta nên trao trẻ hiền giới lương, bổn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh dạng dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xài ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thai. Tô kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đói đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời trổ kiệt, hại tu nhân chớ
có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chi cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hai thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quý. Mặt trai gái trẻ già có nghĩ thì khoan cười, tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bổn đạo chớ nên khinh rẻ. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bóng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tanh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ai ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non nôi. Chúng đục đeo nhân cây giấy cội đắp xi măng, sơn phết đặt tên Ngục A Tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải hối, làm vô gì chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đó tạo làm chi, nhận cốt với hình khùng nói cho già trẻ làm tin. Theo lục tổ chớ theo thần tu, khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ. Thức dậy tìm đạo chánh của khùng, đằng sau xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Qua phép là biết bao mà kể, chính từng mây nhạc trôi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Khùng dâng lệnh Tây Phương Phật tổ,
chọn kẻ tu mê. Người hiền đức đặng phò chân chúa, khuyên những kẻ giàu sang có của hãy mở lòng thương xót dân nghèo, cầm dính qua lại nhà giàu có sao nhiều tai ách. Hỡi ba tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đền vàng, linh quang âm mơ dài biểu khùng tròn, cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Lâu thầy đam hai bài trò khơi, mượn kinh luân tụng mướn lấy tiền, chốn diêm đình ghi tội liên miên, mà tăng chúng nào đâu có rõ. Theo thần tu tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ai. Xa giới phương là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian, kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chớ hiếu. Thương ba tánh vì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn, thấy lạc lầm đây đồng lòng son. Khuyên bổn đạo hãy nên tình ngộ, ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình, tùy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường giặc xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt giới thường hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hài mau mau tu tịnh mới ở màu, tận thế gian còn có bao lâu, mà chẳng chiêu làm trọn nhân đào. Kẻ nghèo
tiền thiếu gạo mở lòng nhân tiếp rước mời là làm hiền lành hơn tùng hơ hà hãy tượng Phật hay hơn ngõ re đã chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn vẹn mười ơn mới đạo làm con lúc sanh sống trở nên phụ bạc nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang được trọn hai bề ấy tước quyền làm ác ấy hề khi bỏ xác nhiều tiền lo lót kinh giới sam tùng nghe thành thót lộ nhân bông tập luyện đã rành đau với đờn càng trong nhịp xanh làm ăn rập đặng đòi cao gian tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi những giấy tiền vàng bạc cũng thôi chớ có đốt tốn tiền vô ly xưa thần tu bài điều ta mê dìu ba tánh đời đường thầy chúng sanh lầm lạc đáng thương cõi âm phủ đâu ăn cơm Phật lớn chùa cao bồi rối mà làm cho Phật giáo suy đồi tu vô di chờ cúng chè xôi Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót tăng giới chung ưa ăn đồ ngọt nên bày ra cũng kiến hoài hoài ấy nhiều tiền chẳng biết thương ai cúng giới lại khó trừ cho đặng kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng không cầu siêu Phật bỏ hay sao lập trai đàn trái chọt lao sao bôi lem mặt làm tuồng hát Phật nay nhằm lúc mùa màng ngập thất dậy hãy mau bỏ bất dị đoan ráng giữ gìn luân lý tam can tròn được
đức hạnh mới là bao quy. Nay gần đến lâm phi, xa về cầm gian nan ba tánh nó hầu kề, thầy chúng sanh còn hỏi say mê khùng, chỉ rõ đường tà neo ở chanh. Ta là kẻ vô hình hữu anh, ẩn xác phàm dình đạo Thích Ca, làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất mà sang giàu, chẳng xót thương dòm, có lỡ lầm chửi mắng sầm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo các đem bạc trăm, cúng Phật làm chi? Phật Tây Phương dồn tánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tờ, khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi hãy giúp cho, kẻ đói mời nhầm đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bờ. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muốn bồn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thượng xuất lẫn nhau, cây từ rài vàng lộn với thao, Phật tiên thanh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lấy mẹ để dắt dìu, đạo lý rành đường nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư dạy bớt dùng của thái, gắn công tu đặng có xem đời, tu thật tâm thì được thành thơi, tu giả dối thì lao thì ly. Khùng khuyên hết kẻ ngô người tri, ráng tịnh tâm
suy nghĩ đạo màu chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu hãy nghiệm xét hai đường tà chánh các chư Phật không khi nào rằm tâm từ bi dần nhớ chung sanh các chư thần tuần giảng năm canh về thượng giai tấu hòa thượng ở đây sâu tội ác thì vô số kể còn làm nhân thì quá ít ôi hỏi công đồng xem xét hẳn hồi sai chư tướng xuống răng trần thế đau nhiều chân về kỳ khó kể sắp từ nay lão khổ đến cùng kẻ dương gian khó nổi thung dung người bảo ác không toàn tánh mạng đường đạo lý chớ nên chán nản hãy bền lòng tầm Phật trong tâm Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm phải tìm kiếm ở trong nào chi sao đến việc sơn băng kiệt thủy khùng thảm thương ba tánh quá chừng nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo nào kể sao cho xiết ta dạy dỗ là vì tình thiệt cho bá gia rõ biết người khùng thấy dương trần làm dữ làm hung nên khuyên nhủ cho người lương thiện chớ lục tự trị tâm bất diện thì lắm nguy có kẻ cứu mình ai lòng nhân hoặc chép hai in mà truyền ba đặng nhiều phước đức trong ba tâm từ nay buồn bực khùng yếu dân chỉ rõ đạo màu ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm đi đứng hay ngồi chẳng ở chấp việc biển chuyện thiên cơ rất gấp khuyên chúng sanh hãy ráng
tu hành. Cầu linh hồn cho được giáng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hai tượng Phật đừng làm bão ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian. Dạo sát trần nước mắt chưa chan, khắp lê thư nghe lời thì ít. Chốn sơn lành bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiêu, mà còn ăn còn chốt làm chi. Ai là người quân tử tô mi, phải sớm sự thân mình cho vàng. Chừng lập hỏi khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt dìu ba tâm. Nam mô Tam Giáo Quy Nguyên Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Bửu ngọc vàng lai rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo ly, hương tuyệt đắng lôi bài phục cầu. Nam mô A Di Đà Phật.